Mình có một chiếc tàu hỏa và mình đang đứng trước hai lựa chọn. Một là đi sang đường ray bên trái, hai là đi sang đường ray bên phải. Nhìn qua thì có vẻ hai cái đường ray này giống y chang nhau. Ừ thì đúng thật, giống nhau thật. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi các bạn ạ. Sắp tới chúng ta sẽ phải chọn một trong hai đường ray để đi. Trên đường ray nó không có trống như thế này. Trên đường ray sẽ có những thứ mà chúng ta phải lựa chọn để hy sinh, để cứu sống những thứ ở đường ray còn lại. Vâng, mình chắc chắn với các bạn luôn, đây là trò chơi mà sẽ cho các bạn, kể cả các bạn đang chơi hay là đang xem, sẽ cảm thấy vô cùng là bứt rứt và đau đớn về lương tâm. Các bạn phải đưa ra những cái sự lựa chọn giữa hai thứ mà cái gì cũng là quan trọng. Nhưng vào thời điểm quyết định, các bạn phải chọn một và bỏ một đi. Rồi, như thế nào thì vào đây các bạn sẽ hiểu nha. Đến với màn đầu tiên. Ê, mình chỉ có 3 giây để lựa chọn là xử một người hay là 5 người. Và mình đã chọn xử một người. Vâng, không thể nào mà chúng ta được có thể bình tĩnh được để mà lựa chọn. Chỉ có 5 giây thôi. Ok, và mình có thể bấm dừng được. Nhưng bấm dừng này là dừng hẳn luôn, không kịp nhìn được phía trên. Vâng các bạn ạ, chỉ có 5 giây cho mỗi lựa chọn giữa hai thứ. Phải chọn siêu nhanh. Cà chua hay dâu? Cà chua. Vâng, mình không biết lựa chọn như thế nào cho nó hợp lý nữa. Mình thấy kỳ thích hơn thì mình chọn thôi. Bắp cải hay là hamburger? Cái su hào ấy. Ok, mình đã đá hamburger. Chắc cái này lựa chọn giữa việc là ăn heo thì hay là ăn đồ ăn nhanh đây. Mèo hay chó? Mèo hay chó? Chó. Vâng, mình là một... Từ, mình phải dừng lại. Vâng, rất xin lỗi những bạn nào là yêu chó, nhưng mình là yêu mèo nha. Mình là người yêu mèo nên là trong thời gian vừa rồi mình phải hy sinh chó thôi. Ok, và trời ơi, mới chỉ chơi đến đây thôi mà mình đã cảm thấy là bứt rứt trong người rồi. Còn các bạn hãy cùng lúc chơi, hãy cùng chơi với mình trò này ha. Đến bất kỳ một cái câu hỏi nào, hãy ghi nhớ câu trả lời của các bạn, rồi sau khi kết thúc video này hãy bình luận bên dưới để xem là có những ai cũng có cùng câu trả lời với các bạn hay không. Nếu mà các bạn rảnh rỗi thừa thời gian quá thì các bạn có thể giải thích luôn là lý do tại làm sao các bạn lại lựa chọn cái đó mà không chọn cái còn lại đấy, để xem là có bao nhiêu người đồng ý kiến hay là phản đối ý kiến của các bạn nhá. Ok, tiếp tục nào. Mình thấy ở đây này, bóng mờ mờ là có hai con người này, là thôi là mình phải là mình đấy, mệt tới mệt rồi đó. Ok, let's go. Một người bị tàn tật và một người lành lặn. Ok, mình chọn người lành lặn là bởi vì mình nghĩ rằng là người tàn tật họ đã chịu khổ đủ rồi ấy, nên là oh my god, tại sao tôi lại chơi trò này nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại sao lại có trò này được nhỉ? Hết, cái trò này nó ác ở chỗ ấy là chúng ta chỉ có 5 giây để lựa chọn thôi. Thế nên chúng ta không thể nào mà suy nghĩ một cách kiểu logic được. Chúng ta chỉ có thể đưa ra lựa chọn một cách vô cùng là cảm tính, đến từ con tim. Ở trong một khoảng thời gian ngắn như này thì cái quyết định mà các bạn sâu thẳm ở trong các bạn nó mới được bộc lộ ra. Chứ còn để lâu lâu là các bạn bắt đầu tính logic, bắt đầu phân tích là thiệt hơn của các lựa chọn là các bạn sẽ lựa chọn sai đấy. Phải như này nó mới ghê, nó mới gắt này. Ok, tiếp tục nào. Chúng ta có da đen và người da trắng. Không. Ý mình không phải chứ không? Không phải là như vậy. Mình thề nhá, mình thề với các bạn là pha vừa rồi mình lắc hai cái mũi tên cho nó đi ngẫu nhiên nha. Mình thề. Rồi thằng kia nó cười. Rồi một ông ăn xin với một con mèo. Mình chọn con mèo mà. Mình chọn con mèo bởi vì thôi được rồi, mình sẽ không giải thích cái này. Mình chọn con mèo mà. Đàn ông hay là đàn bà có thai? Bruh. Cái trò này nó ác thật ạ. Thôi được rồi, bắt buộc phải cứu một người phụ nữ có thai thôi, vì trong đấy là có hai người. Em nhỏ hay là con mèo? Chắc chắn là trẻ sơ sinh phải được cứu rồi. Cái này lựa chọn này là quá hiển nhiên luôn. Ôi, đây con mèo nó lại còn kêu chứ. Trông người thợ xây hay là một người nhân viên văn phòng? Cái này mình chọn ngẫu nhiên các bạn nha, mình chọn ngẫu nhiên. Hai người nam hay một nam một nữ? Mình không chọn. Các bạn thấy không?
mũi tên của mình không có nha, mình không dám chọn luôn, để cho tao tự chạy đi. Rồi thì đây, chung kết bố hay mẹ. Tao lạy mày, tao không chọn, tao chọn, mình không chọn nha, mình không chọn nha, mình để yên. Mình nhận được một skin mới, cái gì vậy? Tông một đống người xong rồi nhận được skin. Giết một con mèo, ok. Mình bị tức ấy. Những lựa chọn tuyệt vời. Chơi lại để khởi đầu một cuộc sống mới. Ôi trời ơi, cái cuộc sống này nó ác ôn, nông thôn, dã man, con ngan. Dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, không ăn gạo ạ. Trời ơi, lựa chọn cái một chung kết là bố hay là mẹ. À, tức là chúng ta sẽ còn có ba cái kết khác các bạn ạ. Ba cái kết khác ạ. Một bể máu ở trên đường ray, tiêu diệt bên mạnh nhất, cứu động vật bằng mọi giá, hay là hạn chế tối đa những cái chết không cần thiết. Bạn có thể cứu được tất cả mọi người không? Nhìn thấy là không cứu được rồi đó. Quả và chia ra hai bên, một bên là đàn ông, một bên phụ nữ, thì sao mà cứu được người nào, đúng không? Thế nào, skin của tàu. Ok, chúng ta đổi skin từ tàu đỏ đen thành tàu trắng. Và không biết là nó có khác biệt gì không. Chắc là để màu trắng như này rồi có trái tim ở trên nữa chứ mẹ. Chắc màu trắng này là để cho mà đâm vào tông giải quyết ai ở đường ray thì cho máu me nó bắn lên thì nó rõ đây. Đâu xem nào. Chúng ta đến với đâu, bây giờ mình đến với ok, đến với chương số 2 đi. Hơi phiền một toái một tí. Đâu xem nào, để xem cái phần 2 nó còn căng thẳng hơn cái phần 1 như nào đây. Chuyên nói dối hay là 49 tuổi thích ăn pizza dứa mà tàn tật. Ok, nhưng mà nói dối. Ok, cái này chúng ta có 8 giây để chúng ta phân tích bọn họ. Bảo vệ quyền động vật, bán nhà mà không có môi giới. Ủa. Nhưng mà đây là say rượu, còn đây là người thường. Vâng, cái đường ray nó còn kẹo kẹo chứ. Đăng ảnh khỏa thân của hàng xóm, thích pizza dứa, tốt nghiệp đại học, dọn dẹp phân của động vật. Rồi mày đăng ảnh khỏa thân của hàng xóm, mày phải bị bay màu. Ở nơi công cộng cho mèo ăn. Ok thì thôi được rồi, đi bên trái đi, cái này đâu có ai đâu. Ok, những cái này lựa chọn dễ nha. Giúp bà già đi qua đường. Ủa, hai người. Thôi được rồi, mình sẽ lựa chọn bên phải đi, bởi vì là có một người bên kia, hai người, có cả người tàn tật nữa. Khởi đầu ngày mới vào ngày thứ nó tiếng hét rất thật nhưng mà tiếng đâm thì nó bọp như cả bóng bay vậy. Quên ngày kỷ niệm bảo vệ quyền động vật, hai người tàn tật, nuôi nấng trẻ mồ côi, đăng hình khỏa thân của hàng xóm. Mình chọn bên phải là bởi vì mình nghĩ rằng bên trái còn cứu được. Hút thuốc ở nơi bị cấm, tốt nghiệp đại học, rất là mê tín dị đoan, bệnh nặng, yêu Mario. Chắc là bên phải đi. Có một người và lại còn vi phạm pháp luật nữa. Còn hai người này thì chắc không sao, hai người mà. Ăn trộm ở cửa hàng, tình nguyện viên, quên mất ngày kỷ niệm, thích hát nhưng mà không hát được, 88 tuổi mà trông trẻ như này. Mình đẩy bên phải mà. Thằng này nó mình đẩy bên phải mà. Biết 5 ngôn ngữ, ăn miếng pizza cuối cùng. Trời ơi mày, mày phải bay màu. Cái gì đây nữa đây? Đây là đàn ông đúng không? Mà sao mặc váy này, trông giống đàn ông mà. Giúp bà già qua đường, tình nguyện, ok. Bên trái, mày nè mày. Cái tội là ăn miếng pizza cuối cùng, miếng ngon nhất là miếng cuối cùng nha. Thì đây, rất là mê tín, ghét Harry Potter, thẩm phán tha hóa, kiểu ăn hối lộ, chơi nhạc cụ vào buổi đêm. Rồi cái gì, đứng lên ngồi xuống gì đấy, thụt xì dầu gì đấy, 1200 cái gì đấy. Ủa gì đấy, từ nhiều quá. Rất mê tín, ném tất lung tung, 88 tuổi, rất mê tín và ok, khởi nghiệp thành công. Bên này là hút thuốc ở nơi bị cấm, quên ngày kỷ niệm. Wow, đây là một tên sát nhân các bạn ạ, có con dao. Ok, bên trái thì không có gì lắm nha. Vứt tất quăng quần khắp nơi thì mình cũng làm chuyện đó, cho nên là không phải là cái tội đáng để bay màu. Đánh bạc,
chơi nhạc cụ buổi đêm nhưng mà đang có bầu và lại còn tàn tật cái gì nữa. Bên này là bán chất gây nghiện, theo dõi hàng xóm, hút thuốc nơi bị cấm. Bên trái nhiều tội quá, phải xử thôi. Ok, bỗng dưng bây giờ mình thành người sứ phản, rất là mê tín, nhận nuôi trẻ ở trại mồ côi, mua nhà cho ba mẹ bố mẹ thôi được rồi. Bắt buộc phải bên trái thôi. Bên phải này toàn là người quá là VIP pro, mặc dù ông này trông hơi giang hồ đấy. Úi dồi ôi, cái gì đây, đông nhiều người này. Đi tiểu lên cái bệ ngồi của bồn cầu. Thôi, không nói nhiều. Ê, cho tôi đi nhanh đi ạ. Không phải lựa chọn. Riêng cái thể loại mà đi tiểu lên cái bệ ngồi bồn cầu là phải cho nó bay màu. Không thể tồn tại xã hội được. Đây, xây cầu. Tin vào ông già Noel. Đăng ảnh khỏa thân của hàng xóm ăn đồ ăn heo thì rất giàu có. Úi dồi ôi, nhiều này, cái gì đây? Hai người 67 tuổi, bên này là 38, 84 và 56 tuổi. Ok, cái này loạn quá, thôi được rồi, mình cho bên trái đi. Bởi vì là bên phải, vì nó ít người hơn. Ê, cái khúc này, chính ra phần này mình phải phân tích các thứ nó nhiều quá. Cái gì đấy đây? 30 giây để đọc. Mua nhà cho bố mẹ, bán linh hồn cho quỷ dữ. Cái gì đấy hả? Hai cái nó không hề liên quan luôn á. Dùng chất kích thích, xây trường học ở châu Phi. Cái gì đấy? Tốt nghiệp, rồi squat 1.200 lần. Bác sĩ mà lại con dạ. Ui, hai tên sát nhân ở đây. Đi tiểu trong thang máy, từng tiêu diệt một người đàn ông. Thôi. Bên trái là phải xử rồi. Bên phải vẫn cứu được nha. Rồi, chúng ta đã có nhà người chiến thắng. Thật sự là một người gì đây, của định mệnh gì đây. Mình đã tiêu diệt những người không xứng đáng với độ chính xác rất cao. Có vẻ như là mình sẽ là lựa chọn tốt nhất để mà cho những cái chính sách mà lựa chọn người. Tuổi trung bình của nạn nhân 54 tuổi. Tỷ lệ nạn nhân giới tính 50% là đàn ông, đó chưa? Mình rất là gọi là không phân biệt giới tính nhá. Đó. 50% những nạn nhân của mình là chia đều ra, một nửa là đàn ông, một nửa là phụ nữ. Ai không phân biệt nhá. Ai cũng sẽ bị xử thôi. Cái tên bị ghét nhất là Aero. Cái mình không biết nha, mình không biết ai tên gì đâu, mình để mình mà chăm chú mình xử nha. Những người mà được cứu nhiều nhất là những người rất là mê tín dị đoan, đúng không nhở? Mình không nhớ mình dịch cái đúng không? Ủa nhưng mà mình đâu có để ý đâu ta, mình đâu có để ý đến những người này đâu, mình chỉ thấy là mình tập trung vào ý kiến khác chứ cái này mình không quan tâm lắm đâu. Nhưng sự lựa chọn tốt, ok. Đây, trời ơi, người cứu rỗi xã hội, vâng, mình kiểu đúng là gọi là chiến thần đấy. Nhà người bảo vệ cho công lý ấy, đấy, nên là mình mới được mở khóa được cái kết này. Còn mấy kết này là đúng không? Chỉ đưa tàu cán qua những người có ích cho xã hội. Ok, nó là kiểu đi theo kiểu là hai đầu của cái này, kiểu như là nó ở trên một cái thang đo á, càng ở bên phải là càng tích cực, còn càng ở bên trái là càng tiêu cực. Đấy, còn ở giữa thì là trung bình. À, nửa. À, cái trò này nó ác ôn nông thôn thật chứ. Rồi cái cuối là còn gì đây? Mass media. Thôi được rồi, cái này mình chắc là nó lại phải đọc một đống cái đây nè. Rồi cứ vào thử xem nào. Mình sẽ đâm vào chế độ dân chủ hay là một con gấu trúc? Ê! À! Tôi đang định đâm vào cái bảng. Rồi, người cụt, người mất hai chân, một người phụ nữ hay là một ông già? Ông này là đắc hụ. Ê! Các bạn ạ, đó không phải là một ông già, mà đó là nhà bác học Darwin các bạn ạ. Mà ông ấy có một cái sản phẩm nổi tiếng là thuyết tiến hóa ấy, các bạn. Mình đã tiêu diệt một nhà khoa học, trong khi mình tưởng rằng nó chỉ là một ông già. Trời ơi. Rồi, rượu hay là kiếm ánh sáng? Rượu, đất rồi. Mình chắc chắn mình sẽ giữ kiếm ánh sáng lại rồi. Ồ, mẹ ơi, con lên báo rồi nè. Ở thế giới này, hoa đang nở, động vật chạy loanh quanh và chế độ dân chủ được phổ biến. Khoa học đang tiến về phía trước và phát triển được kiếm laser. Ok, và đã giải quyết được rượu vodka không còn nữa. Ồ, hóa ra đó chính là những cái lựa chọn của mình. Là mình loại trừ thứ gì đi khỏi xã hội luôn. Và ba lựa chọn của mình sẽ tạo ra một cái tương lai hoàn toàn độc nhất vô nhị. Wow, hay đấy, ok. Rồi, mình cảm thấy là tương lai này rất hợp lý nha. Tương lai này được á. À, một ông già hay là một ông nát rượu? Chắc
là mình sẽ xử ông nát rượu đi. Mình không biết ông này ông nào. Mà có lẽ là mấy ông mà kiểu rượu chè bê tha như này, nhậu nhẹt là mình có thể bị cho bay bầu cướp biển. Hay là những người nhân viên văn phòng cướp biển. Rõ ràng đây không phải là One Piece nha. Cướp biển ở ngoài đời nó khác lắm. Chó hay là Starbucks hình mèo. Thôi được rồi, mình thì tự pha cà phê ở nhà nên là mình sẽ không uống Starbucks, nên là mình sẽ xử ly Starbucks. Cứu chó. Chúng tin buồn, chúng tôi phát hiện một con chó ngày nào cũng đến ga tàu và ngồi. À, tại sao mình lại bấm vào cái gì đấy? Tại sao chỉ có một đường dây duy nhất là đâm vào tiền? Là loại trừ tiền, loại trừ tiền ra khỏi cuộc đời đấy hả? Thật chứ, từ từ mình lấy mình ở đây mình lại nhớ bấm vào cái và chuột, thành ra là mình không kịp đọc mấy kia rồi. Không biết thế giới là như nào. Rồi, gấu hay là người? Chắc là người rồi. Đây là như này gì đây? Robin Hood à? Nấm hay là không phải chỉ kiểu thần Hy Lạp nhỉ? Hay là chó mèo? Mình cảm giác kiểu nấm. Cái này là nấm trong game Mario à? Là mình sẽ loại bỏ game đi khỏi thế giới à? Không còn người giàu ở trên thế giới nữa. Bây giờ mọi người đều bình đẳng. Wow, đã tìm ra một loài động vật mới. Cat dog. Wow, là chó lai mèo. Và bây giờ sao? Mario đang đi tìm cây nấm bị mất. Ok ok, cái này không liên quan, không liên quan. Mình tưởng là kiểu đâm vào đó là thế giới này không còn game nữa. May quá. Rồi, cừu hay là một con bồ câu? Mình không quan tâm đến mấy cái loài chim này lắm, nên là cho nó bay màu đi. Mình sẽ giữ con cừu lại. Thứ nhất là cừu còn làm được lông cừu. Một bà mẹ hay là một thanh niên đang chơi game VR? Đây là lựa chọn mình không hề tự hào một chút nào cả. Mình là thằng chơi game VR đây này. Mình chính là mình này, game thủ đây này mà sao. Nhưng mà đứng trước bà mẹ đẻ con thì thôi, mình định phải hy sinh mình vậy. Rồi, câu cuối. Chuột Mickey hay là bà mẹ? Thôi được rồi, bắt buộc thôi. Một cái, một cái là biểu tượng thế giới, nhưng một cái là con người đang có con thì mình phải xử thôi. Rồi, tất cả những lời hứa về thế giới mới hóa ra là đều là lời giả dối. Mặt của bạn sẽ bị vỡ và đầu bạn sẽ quay đi trong chóng. Và đã cấm luôn kính thực tế ảo. Ok, công ty chuột Mickey đã phá sản. Wow wow wow. Và vấn đề thịt, vấn đề về thịt, vấn đề về sản xuất thịt trên thế giới đã được giải quyết. Chúng ta đã có thể nhân bản được những con cừu và có thể tha hồ ăn thịt cừu. Tuyệt vời. Quá hay. Tại sao lại còn phải bày hết tất cả những thứ mình đã đâm vào một trên một đường dây để mình đâm lại chứ không? Mày nói ác thật chứ. Wow, bạn thật sự cố gắng. Bạn thật sự đã cố gắng để trở thành một vị thánh đấy. Nhưng mà bạn biết đấy, thỉnh thoảng là cũng quan trọng để thể hiện sự đồng cảm và sự thấu hiểu hơn là cố gắng làm cho mọi thứ đúng. Ok ok ok. Có vẻ cái game này nó đúng thật. Đúng là mình đang rất là cố gắng để mà kiểu mình phân tích và logic những cái người mà kiểu hay là những cái yếu tố nào mà nó có ích hơn so với cái còn lại, nên là game nó bị đúng đấy. Nhưng sự lựa chọn tốt, ok, mình vẫn là lựa chọn tốt nha. Sao thế nào? Gần như là một vị thánh. Vậy là vị thánh ở đâu ta? Vị thánh là ở bên này hả? Chọn đồ vật nhiều hơn là con người. Là nếu mà mình chọn đời mình, nếu mà mình chọn cái đó thì mình sẽ trở thành là thánh nhân luôn. Còn mình chọn này thì mình chỉ hơi thôi. Đó. Còn mấy cái này là giữa này. Còn quả cuối này, xử hết loài người. Ác thật chứ. Và con tàu mình mở khóa được. Ê, chính là đây có phải tàu đâu. Cái này nó là cái là cái gì ta, tàu mà kiểu ở trên cáp treo mà. Nó còn thậm chí nó không phải tàu hỏa luôn ạ. Vậy sao đi được? Cái game này đâu, từ để mình chơi lại thử cái chương 1 này. Xem một người và năm người. Hình như là nó lặp lại đúng không? Đúng ra. Không nha. Trái tim và tiền. Cái này mới. Mình sẽ lựa chọn là giữ lại con tim và bỏ qua tiền bạc. Sách hay là tivi? Sách hay tivi? Mình sẽ chọn là hủy tivi đi. Sách nha. Sách luôn luôn là cái có lợi nha hơn nha. Chó hay mèo rồi. Các bạn biết câu trả lời đúng không? Ảo nhờ, hóa ra là nó vẫn còn có những cái câu hỏi khác chúng ta lựa chọn ạ. Người thường hay là một bác sĩ, một tiến sĩ phòng thí nghiệm? Rồi, chắc là mình sẽ phải giữ lại tiến sĩ thôi. Người ta có trình độ, người ta có thể tìm ra cách hồi sinh người mình vừa đâm thì sao? Bên trái là người có một cái tâm lý là muốn 4-4. Bên phải là người bệnh.
Thôi được rồi, mình sẽ chiều theo mong ước của người bên trái. Người bên phải là vẫn còn cứu được. Mèo hay hay người? Đó, hiển nhiên rồi. Ok, để xem có những câu đầu mới nữa không nha. Y chang, rõ ràng vẫn tiếp tục một cái lý do như vừa nãy thôi. Muốn bay màu thì mình cho bay màu. Vẫn là thôi, cho dù là nhậu nhẹt nhưng mà vẫn là người. Đây là động vật rồi. Chúng ta có bên trái là không ai và ở dưới. Các bạn ạ, mình đang làm cái này là bị mờ rồi nhưng mà mình kịp nhận ra. Ở dưới chính là tên, gọi là tên độc tài trùm phát xít Đức Hitler các bạn ạ. Đây là một trong những lựa chọn hiếm hoi mà mình không đưa ra lựa chọn là bảo vệ người. Riêng cái này là phải xử. Riêng mấy cái thằng kiểu là phát xít, mấy cái thằng mà độc ác cái này phải xử đó. Nam nữ và nữ. Thôi được gọi đây nhá. Bình đẳng giới nhá. Mất công lại đâm xuống dưới là tôi lại mình lại bị chửi chắc luôn. Rồi chung kết để xem là có chọn giữa bố với mẹ không, mình hay một người lạ. Thôi được rồi, cái này thì mình nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ lựa chọn giống mình ở đoạn đó nha. Không thể nào mình lựa chọn khác được, mình vẫn nghĩ là mình sẽ bảo vệ mình hơn. Nhưng mà nếu mà thay vì là người lạ mà là một người quen, người thân của mình, có khi là cái đó mình khó chọn đấy. Vẫn là những sự lựa chọn rất tuyệt vời, chỉ có bản thân mình. Cái kết tiếp theo cho cái chương 1. Và mở khóa được thêm một cái tàu khác. Vâng, cái tàu này trông giống cái tàu đồ chơi hơn rồi đó. Mấy cái tàu này trông còn giống tàu xịn này. Đây tàu đồ chơi luôn rồi. Thôi được rồi, mình chỉ chơi đến đây thôi, chứ bây giờ mình không thể nào mà tiếp tục nữa rồi. Vâng, bên trong mình gọi là lương tâm đang răng xé lắm rồi đó. Mình không muốn bóc phốt những cái gì mình suy nghĩ, những cái lựa chọn của mình ở trong những cái tình huống này đâu. Rồi nhá, mình sẽ để cho các bạn tự chọn đi. Tự tải game này về rồi tự chơi, rồi tự đưa ra lựa chọn với bản thân nhá. Còn của mình thì thôi nhá, mình dừng ở đây. Mất công mà mình mà chơi tiếp ạ. Thế nào cũng sẽ đến mấy cái đoạn mà kiểu là nó sẽ hơi nhạy cảm một tí, là sẽ bị dân mạng, là cư dân mạng là đấu tố rồi chửi mình cho mà xem. Thế là thôi, dừng ở đây thôi nhá. Thôi, các bạn ơi, qua bên đây đi. Mình chúng ta chơi một cái trò chơi khác mà nó không liên quan đến đạo đức, đến lương tâm, nên chơi cho nó giải trí thôi nhá. Đây. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá. Qua đây, qua đây, qua đây, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương.